quý vị phụ huynh và tất cả các bé. Như quý vị phụ huynh và các bé đã biết, hiện nay đại dịch corona đang lan rộng và diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, đồ chơi lâu ngày không vệ sinh sẽ dễ bám bẩn và có nhiều vi khuẩn, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của các bé. Và ngày hôm nay, Lan sẽ hướng dẫn quý vị phụ huynh và các bé cách vệ sinh các loại xe đồ chơi để đảm bảo vệ sinh trong mùa dịch corona này nhé. Để tiến hành vệ sinh xe đồ chơi, chúng ta cần chuẩn bị các vật liệu vô cùng đơn giản như sau. Đầu tiên là một chai giấm ăn. Thứ hai là muối. Chuẩn bị cho Lan thêm 2 khăn sạch và 2 thau lớn. Cuối cùng là những món đồ chơi mà các bé cần vệ sinh, là những món đặc biệt là những món đồ chơi mà bé chơi trong một thời gian dài và chưa vệ sinh nó nha. Đồ chơi của các bé cần chia cho Lan thành 2 loại. Đầu tiên là đồ chơi dùng pin và đồ chơi không dùng pin. Như trên bàn, Lan đang có những chiếc xe đến từ thương hiệu Đức, là những chiếc xe Dicky Toy. Xe Lan thường hay mua cho cháu của mình chơi. Ở đây Lan đã chia sẵn là 2 loại đồ chơi, là đồ chơi không dùng pin và bên này là đồ chơi dùng pin. Với 2 loại xe này thì chúng ta sẽ có những cách vệ sinh khác nhau để đảm bảo đồ chơi không bị hư hỏng sau khi vệ sinh. Đầu tiên, trên bàn Lan đã chuẩn bị sẵn cho mình 2 thau nước. Chúng ta sẽ pha chiếc thau này với tỷ lệ là 3:1, tức là 3 phần nước và 1 phần giấm ăn. Đây là dung dịch dùng để vệ sinh cho những chiếc xe dùng pin. Những nguyên liệu này đặc biệt là sẽ không có hại đến da tay của các bé hoặc là quý vị phụ huynh của mình, nên mình không cần phải lo lắng hay là e ngại gì đâu ạ. Sau đó thì chúng ta khuấy đều lên là được. Tiếp theo, đối với những chiếc xe không dùng pin thì chúng ta sẽ pha theo dung dịch muối ăn. Ở đây đang có khoảng 2 lít nước, chúng ta cần khoảng thêm 3 muỗng muối ăn. Sau đó thì chúng ta trộn đều 2 nguyên liệu này lên với nhau. Chúng ta sẽ cho những chiếc xe không dùng pin trực tiếp vào nước. Nếu các em có nhiều đồ chơi thì chúng ta có thể chia ra thành nhiều đợt cùng với một công thức này và vệ sinh chúng nha. Chúng ta sẽ dùng tay chà sát bên bề mặt của xe để tẩy bỏ những bụi bẩn mà xe đang có. Chúng ta cũng có thể quay những chiếc bánh xe của mình dưới nước để loại bỏ những vết dơ một cách dễ dàng hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ ngâm trực tiếp những chiếc xe này vào dung dịch muối ăn và nước trong khoảng từ 15 đến 20 phút. Trong lúc chờ đợi những chiếc xe không dùng pin thì chúng ta sẽ qua vệ sinh những chiếc xe dùng pin các em nhé. Chúng ta dùng một chiếc khăn sạch cho vào nước cái dung dịch giấm ăn lúc nãy đã pha. Lan nhắc lại với mọi người đó là tỷ lệ là 3:1. Sau đó chúng ta sẽ vắt chiếc khăn thật khô để tránh nước còn đọng lại trên chiếc xe, làm cho xe dễ bị hư hỏng. Chúng ta cứ lau từ từ những từng bộ phận của chiếc xe. Chiếc xe này của Lan thì có động cơ và có đèn và có âm thanh. Các em lau càng cẩn thận, càng chi tiết thì chúng ta sẽ loại bỏ các vi khuẩn một cách dễ dàng hơn và chúng ta có thể chơi chiếc xe này thời gian lâu hơn. Câu hỏi mà Lan thường nhận được là khoảng bao lâu thì chúng ta nên vệ sinh đồ chơi một lần? Thông thường thì chúng ta nên vệ sinh đồ chơi là khoảng 2 tuần một lần. Nhưng gần đây, như là mọi người đã biết, là đại dịch corona đang ngày càng phức tạp và việc các vi khuẩn xâm nhập vào các thiết bị, các đồ chơi của các bé một cách rất là dễ dàng. Chính vì vậy, Lan đưa ra lời khuyên với mọi người là nên vệ sinh đồ chơi một lần một tuần. Mình đã đợi đủ 15 đến 20 phút rồi thì chúng ta sẽ vớt những chiếc xe không dùng pin ra. Chúng ta dùng khăn khô để lau những chiếc xe các em nhé. Nhớ là lau thật cẩn thận để tránh cho nước đọng vào những chiếc xe và làm hư xe của mình nha. Với những chiếc xe dùng pin, khi nãy chị Lan đã lau bằng giấm ăn thì chúng ta cũng nên lau lại với chiếc khăn sạch này nữa. Sau khi vệ sinh xong, các em hãy để xe ở khu vực khô ráo và ánh nắng. Lưu ý các xe vào hộp đựng hoặc hộp đựng sau những lần chơi để xe tránh bị đánh bụi nhé. Video hướng dẫn vệ sinh xe đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.